Thời báo Israel cho biết các nhà trung gian hòa giải Qatar đã thông báo với phía Israel rằng phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để thả thêm các con tin bị bắt giữ trong các vụ tấn công và tại Israel vào ngày 7 tháng 10 để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza. Phía Israel đang phản ứng thận trọng trước thông báo Hamas đồng ý nối lại đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và nhấn mạnh rằng nước này sẽ nhanh chóng biết được liệu Hamas có thực sự nghiêm túc hay không. Trong khi đó, hãng tin Walla của Palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào đề xuất thả khoảng 40 con tin, trong đó có phụ nữ, đàn ông trên 60 tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Để đổi lấy các con tin, Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza trong tối đa một tháng và thả một số tay súng Palestine. Chiều ngày 30 tháng 12 theo giờ New York, theo đề nghị của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình, ông Khalid Khiari nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào các thành phố, thị trấn làng mạc ở Ukraine cũng như Liên bang Nga. Ông Khiari khẳng định các hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế là không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Khiari, thành phố Belgorod của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, vào ngày 30 tháng 12 đã bị tấn công, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Trước đó một ngày, phía Ukraine thông báo các cuộc không kích của Nga vào nước này cũng đã khiến hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 12 đưa tin Triều Tiên đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024 sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024 khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài 5 ngày của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA nêu rõ, dựa vào kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên trong năm 2023, nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh do thám trong năm 2024 đã được công bố và các biện pháp tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ đang được thảo luận. Ngày 21 tháng 11, Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh do thám quân sự có tên gọi Mali-Gyeong-1 vào quỹ đạo sau hai lần phóng thử bất thành trước đó hồi tháng 5 và tháng 8 năm nay. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF nhận định năm 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với trẻ em, thanh thiếu niên sống ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát và quân đội Israel tăng cường hành động bắt nguồn từ cuộc chiến đang diễn ra ở giải Gaza. Trong một tuyên bố, UNICEF mô tả sự gia tăng bạo lực liên quan đến xung đột ở bờ Tây trong năm nay, đồng thời lưu ý rằng 83 trẻ em đã thiệt mạng trong 12 tuần qua, cao gấp hơn 2 lần tổng số của cả năm 2022. UNICEF cho biết thêm, trẻ em sống ở bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, đã phải hứng chịu bạo lực trong nhiều năm. Tuy nhiên, cường độ bạo lực đó đã gia tăng đáng kể từ vụ tấn công kinh hoàng vào ngày 7 tháng 10. Tuyên bố của UNICEF tiếp tục chỉ trích những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, đặc biệt là việc giết hại và gây thương tật, kêu gọi tất cả các bên bảo vệ quyền cơ bản nhất của trẻ em là được sống. Tổng cộng ít nhất 124 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây trong năm nay, cũng như 6 thanh niên Israel. Cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 576 người cũng bị thương tại vùng lãnh thổ này. Tờ The Wall Street Journal đưa tin, đồng đô la Mỹ đang mất dần thị phần trong các giao dịch dầu, khi người tiêu dùng và các nhà xuất khẩu dầu thô toàn cầu hiện đang thực hiện các giao dịch mà không cần đến các hợp đồng thỏa thuận thương mại sử dụng đồng đô la Mỹ. Thông tin của tờ The Wall Street Journal dẫn lời người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JP Morgan Chase được đưa ra một ngày sau khi Nga và Iran, hai trong số những nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, cho biết họ đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch bằng đồng nội tệ thay vì đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, Iran và Nga, hai quốc gia bị trừng phạt, đã tìm được người mua hàng hóa của họ ở Trung Quốc và Ấn Độ, bán chúng với mức chiết khấu cao. Theo JP Morgan Chase, đồng đô la Mỹ đang gặp phải một số cạnh tranh trên thị trường hàng hóa. Nhấn mạnh rằng, tỷ trọng dầu trên thế giới được giao dịch bằng các loại tiền tệ khác đã tăng lên gần 20%. Theo dữ liệu do JP Morgan Chase theo dõi, 12 hợp đồng hàng hóa lớn đã được thực hiện bằng loại tiền tệ không phải đô la Mỹ vào năm 2023 so với 7 hợp đồng vào năm 2022 và chỉ có 2 hợp đồng được ghi nhận từ năm 2015 đến năm 2021.